Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với cả Trung Thực Auto. Và ngày hôm nay Trung Thực Auto tiếp tục lên sóng giới thiệu với quý anh chị 3 mẫu xe vừa về tới cửa hàng của Trung Thực Auto, có địa chỉ tại 495 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tại địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt, Trung Thực Auto có thời gian làm việc đó là từ 8 giờ sáng cho đến là 22 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng khám phá về 3 chiếc xe vừa về tới 495 đường Hoàng Quốc Việt. Đầu tiên, đó chính là một chiếc xe Mitsubishi Xpander, chiếc xe sản xuất năm 2020, được lắp ráp tại Việt Nam. Và chiếc xe thì mang biển tỉnh, và sau 2 năm sử dụng thì chiếc xe lăn bánh được là 2,8 vạn. Chiếc xe này thì so với nguyên bản thì quý anh chị có thể thấy rất nhiều các chi tiết đã được chủ cũ trang bị thêm. Về tính năng an toàn thì chúng ta có thể nhìn thấy chiếc xe đã được trang bị thêm là cam 360 độ, rồi hệ thống âm thanh, màn hình Android cũng đã được trang bị cho một chiếc xe sản xuất năm 2020 Mitsubishi Xpander. Và chiếc xe là sử dụng là động cơ xăng 1.5. Và quan sát ở phần đầu xe, quý anh chị có thể nhìn thấy chiếc xe Xpander mà chúng tôi đang giới thiệu ở đây là chiếc xe 2020 sử dụng là form dáng thiết kế mới. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị có thể đến với địa chỉ của Trung Thực Auto tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Đó chính là ngã ba giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Phạm Văn Đồng, cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km di chuyển. Và chiếc xe này đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 585 triệu. Tới với Trung Thực Auto thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng linh hoạt các hình thức thanh toán, có thể là chỉ cần bỏ ra số tiền tối thiểu 30% giá trị giao dịch. Chẳng hạn như trên chiếc xe này thì quý anh chị sẽ chỉ cần bỏ ra đâu đó khoảng tầm là 200 triệu đến khoảng 230 triệu là chúng ta đã có một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi đến từ nhà Mitsubishi, chiếc Mitsubishi Xpander. Và chiếc xe tiếp theo mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu với quý anh chị cũng là một chiếc xe 7 chỗ. Chiếc xe này đến từ nhà Honda. Đây là chiếc xe Honda CR-V. Chiếc xe sử dụng động cơ là 1.5 turbo. Và đây là phiên bản L, phiên bản cao cấp nhất của Honda CR-V, được phân phối tại thị trường Việt Nam. Một sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và quan sát ở phần đầu xe thì quý anh chị có thể nhận ra đây là chiếc xe thực thế hệ sản xuất năm 2018. Cụm đèn pha mặc dù vẫn đang sử dụng đó là chóa đèn, tuy nhiên chiếc xe này cũng đã sử dụng đó là bóng đèn LED, cường độ ánh sáng tốt hơn và giúp cho chúng ta có thể là di chuyển trong điều kiện đường xá là thiếu ánh sáng trở nên là đơn giản. Và đây là một chiếc xe sản xuất năm 2018 mang biển tỉnh. Về số km thì chiếc xe lăn bánh được là 5,5 vạn. Tuy nhiên, với những ai mà đăng ký về Sài Gòn hay ở Hà Nội, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về mức chi phí sang tên, bởi vì chiếc xe này là chiếc xe có là gốc Sài Gòn, có nghĩa là chiếc xe này đăng ký lần đầu tiên là tại là thành phố Hồ Chí Minh. Và chiếc xe đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn đó là 865 triệu. Như vậy là quý anh chị cũng có thể sẽ chỉ cần bỏ ra đâu đó với số tiền khoảng lầm là 250 triệu cho đến khoảng 270 triệu là chúng ta đã có thêm một chiếc xe Honda CR-V phiên bản L sản xuất năm 2018. Và chiếc xe tiếp theo mà Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị đó chính là chiếc xe Hyundai Kona, chiếc xe sử dụng động cơ đó là 2.0. Và đây đó là phiên bản đặc biệt, một chiếc xe lắp ráp tại Việt Nam sản xuất năm 2021, chiếc xe mang biển tỉnh. Và sau 1 năm sử dụng thì chiếc xe này mới lăn bánh được có 2.700 km, đó chính là số km thực tế chiếc xe này đã lăn bánh. Và chiếc xe có chủ sở hữu là một chủ sử dụng từ đầu. Và chiếc xe đang được chào bán tại cửa hàng của Trung Thực Auto với mức giá bán mong muốn là 665 triệu. Đến với Trung Thực Auto thì quý anh chị không chỉ là sở hữu cho mình một chiếc xe Hyundai Kona màu đen, mà sẽ còn những chiếc xe Hyundai Kona màu trắng hoặc màu đỏ cũng đang được bày bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Và với mỗi một chiếc xe được bán ra tại cửa hàng của Trung Thực Auto thì Trung Thực Auto sẽ cam kết với quý anh chị về chất lượng, đó chiếc xe không đâm đụng, ảnh hưởng đến kết cấu, khung gầm, sắt xi, không ngập nước, và đó chiếc xe minh bạch mặt giấy tờ, không cầm cố, không thế chấp và thậm chí là không phạt nguội. Tất cả những điều trên thì Trung Thực Auto sẽ cam kết quý anh chị bằng văn bản có giá trị pháp lý. Và chiếc xe Hyundai Kona màu đỏ cũng là một trong những chiếc xe mà quý anh chị cũng có thể là sở hữu tại cửa hàng của Trung Thực Auto, bên cạnh một chiếc xe màu đen. Và rất nhiều những mẫu xe gầm cao và rất nhiều những chiếc xe gầm cao cũng đang được bày bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. Và chúng tôi có thời gian làm việc đó là từ 8 giờ sáng cho đến 22 giờ hàng ngày, thời gian rất linh hoạt, giúp cho quý anh chị có thể là sắp xếp được thời gian đến với cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Trung Thực Auto thì tự tin với cơ sở vật chất để giúp cho quý anh chị có thể là kiểm tra, đánh giá và trải nghiệm xe, kể cả là tối muộn, tại địa chỉ giữa ngã ba đường Phạm Văn Đồng và đường Hoàng Quốc Việt, cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km di chuyển. Và đây chính là địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã tới với video giới thiệu những mẫu xe vừa về tại cửa hàng của Trung Thực Auto.
Rất hy vọng được chào đón quý anh chị tới tham quan showroom, trải nghiệm những mẫu xe trong khuôn khổ video này, cũng như là những sản phẩm đã được bày bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt của Trung Thực Auto. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.